Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hiện tại, ngay bây giờ, ở một số nơi họ đang biểu tình để chống lại Trung Quốc. Vì đúng ngày này, 40 năm trước, Hoàng Sa đã bị mất. Có một số người trong Facebook viết hỏi tôi, mục sư nghĩ sao về vấn đề đó. Tôi muốn nói với anh chị em biết rằng, anh chị em ơi, bạo lực không bao giờ chống lại bạo lực được và thắng được. Tất nhiên, sự an ninh của nước Đức này được bảo vệ bởi những cảnh sát, những vũ khí mạnh. Nhưng khi bạn dùng vũ lực thì không bao giờ giải quyết được vũ lực. Năm 1997, tại bên Nga, tôi nhận được một lời phán tiên tri từ Chúa. Ngài nói rằng Việt Nam đã đổ huyết của chiến tranh quá nhiều rồi, và bắt đầu từ nay sẽ không còn đổ huyết bởi chiến tranh nữa, mà được rửa bằng huyết của Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại, Việt Nam sẽ không còn bị đổ huyết bởi chiến tranh nữa, nhưng sẽ được rửa bằng huyết của Chúa Giêsu. Và bắt đầu từ ngày đó, năm 97 cho tới bây giờ, từ năm 97 cho tới bây giờ 17 năm rồi, mỗi một lần có chuyện gì đụng độ tại Biển Đông, mỗi một lần có chuyện gì đụng độ, chúng ta lại tiếp tục bước vào sự cầu nguyện. Và bạn ơi, lời Chúa nói, lòng các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy nghiêng lệch đi đâu, đó là quyền của Ngài. Gia Cát Lượng là người mà cực kỳ giỏi, vừa rồi mới xuất bản quyển sách viết về ông. Ông cực kỳ giỏi mưu luận lắm. Khi ông bày một thế trận để lừa tướng đối phương vào nổi lửa đốt, thì chuẩn bị chiến thắng đến nơi rồi, thì trời đổ mưa, đám cháy đó bị dập tắt ngay, quân đối phương thoát chết. Gia Cát Lượng ngước mắt lên trời nói rằng, mưu sự tài nhân, thành sự tài thiên, nếu trời chống ta thì ta làm sao lại được với trời. Và cũng bắt đầu từ thời điểm đó, uy danh và sức mạnh của Khổng Minh bị mất. Bạn ơi, lòng các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Rồi cho nên tôi có viết cho người đó và một số người khác nói rằng có cách khác để giải quyết được vấn đề đó. Đó là Tin Lành, đó là Chúa Giê-xu. Amen. Tôi không thể chống lại anh em tôi được. 500 người sinh viên Trung Quốc tại Moscow, họ giơ cao tay cùng với tôi cầu nguyện cho Việt Nam, Trung Quốc. Khi người ta tìm phỏng vấn ở trên đài báo của Trung Quốc, 85% dân số Trung Quốc nói rằng phải đánh Việt Nam. Tôi nhẩm tính ra còn lại 15% còn lại là ai? Tôi tính ra gần 200 triệu người tại Trung Quốc, và trong đó có 120 triệu người là anh em của chúng ta. Bạn ơi, nếu chúng ta còn tiếp tục cầu nguyện, không thể xảy ra chiến tranh được. Chúa không cho phép xảy ra chiến tranh. Chúa nói với tôi cũng năm 97 đó rằng, xin lỗi, không phải năm 97, năm 93. Chúa nói rằng, ta kêu gọi ngươi, cả hội thánh này nữa đấy anh chị em, cho Lào, Campuchia và miền Nam Trung Quốc. Anh chị em ơi, ở miền Nam Trung Quốc, còn cô em gái của tôi tại nơi đó lấy chồng Trung Quốc, tại Quảng Đông. Thấy ra không thể cho phép xảy ra chiến tranh được. Không thể xảy ra chiến tranh được. Amen anh chị em. Chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, 1.300.000.000 người Trung Quốc cần tới danh của Ngài. 90 triệu người Việt Nam chỉ có một mẩu đất, một khoảng biển đó Chúa ơi, không thể xảy ra chiến tranh được. Chúng con đã chán ngắt chiến tranh rồi. Đời cha mẹ chúng con, ông bà chúng con biết bao nhiêu sự hy sinh đổ máu rồi. Huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự đủ để kéo các dân tộc lại với nhau trong danh Chúa Giê-xu Christ. Lấy danh uy quyền đó, ta không cho phép chiến tranh xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, sự công bình Chúa lập lại, Chúa ơi, hãy lập lại sự công bình. Đất nào của ai phải trở về cho người đó, biển nào của ai phải trở về cho nguyên chủ. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Ngài biết được. Hãy thay lòng của những người có quyền, hãy thay
lòng của những người có quyền. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao phó những điều này trong tay của Ngài và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy quay sang người cận nói rằng không thể có chiến tranh được. Cái đây khoảng mấy năm trước tôi giảng ở bên Tiệp Khắc, tôi có kể lại câu chuyện mối quan hệ của tôi và bố của tôi được hàn gắn. Khi mà cậu con trai của tôi nói rằng papa ơi, Danny yêu papa lắm, tôi rụng rời chân tay và hiểu ra rằng tại sao tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói câu nói đó với bố của tôi tại Việt Nam. 7 tuần về phép Việt Nam, 5 tuần ở với bố mà tôi không nói được câu nói đó. Mặc dù bố tôi giờ nhật ký đọc những cái câu ở trong đó, khi mà đúng ngày tôi được sinh ra, ông đọc lại trong nhật ký của ông rằng con trai của tôi ra đời, hùng yêu ra đời. Tôi có bao giờ được đọc, được nghe từ miệng của tôi, từ miệng của bố tôi câu nói đó đâu. Luôn luôn mày tao. Từ ngày tôi chập chững cho tới ngày tôi ra nước ngoài đi học, không bao giờ được nghe bố tôi nói rằng Hùng con lại đấy, hoặc bố yêu con, toàn mày tao thôi. Mỗi lần hư là đánh dã man. Bây giờ mình thân nhau rồi đấy. Yeah. Và tôi nói rằng bố ơi, con rất là muốn cho bố hiểu rằng những người tin Chúa không bỏ ông bỏ bà. Những cái giả của bố đó là bố chưa bao giờ kể cho con nghe về bà nội mà bắt phải cúng bái, chưa bao giờ kể những kỷ niệm của bố với bà nội. Làm sao mà con có thể tưởng tượng ra được, bà không có ảnh, làm sao mà biết được bà. Bố tôi đã đưa lên cái phòng của bố tôi giờ nhật ký ra để đọc lại những cái gì mà bố tôi viết về bà nội để cho tôi nghe. Và đọc thêm một thời gian nữa đến cái ngày năm 70 nói về tôi ra đời. Và tôi đứng ở sau bố tôi nửa mét. Bố tôi ngồi ở trên bàn đã già tuổi, đeo cái mục kỉnh. Ông đọc xong, Hùng mùng 5 tháng 10 năm 70 con yêu của tôi ra đời. Ông đọc xong đưa tay lên má như vậy, bắt đầu ngồi khóc. Ông khóc rung lên. Tôi nhìn thấy cái vai của ông, nhìn thấy cái đầu ông rung người. Tôi đứng chỉ có cách nửa mét thôi mà dường như nó xa cả bên kia châu lục vậy. Lòng tôi nói hãy lại gần đi, ôm vào vai bố và nói rằng bố con yêu bố. Mà không làm được. Bạn ơi, có những cái cực kỳ dễ mà tại sao câu nói đó khó như vậy. Tôi vật lộn, dường như ông khóc khoảng 10-15 phút gì đó. Tôi đứng như vậy chỉ cách có nửa mét thôi. Lòng tôi nói đi tới ôm bố, nói con cũng yêu bố. Mà không làm được, không làm nổi. Rồi sau chúng tôi cũng đứng dậy đi xuống dưới tầng phòng khách, dường như mỗi người đi theo một thế giới riêng. Tôi trở về Nga sau 5 tuần về phép thất bại. Đang lái xe ô tô đi đến hội thánh một buổi chiều nọ tại Moscow, thằng con tôi, vợ tôi đã đi trước rồi, nó ngồi sau. Hồi đó nó mới chỉ có 3 tuổi hơn, nó chơi cái Lego đồ chơi ô tô của nó. Nó nói papa. Tôi bảo cái gì con? Danny yêu papa lắm. Tôi vừa nghe câu nói của nó, chân tay tôi bủn rồn, không lái được xe nổi. Tôi tạt vào vệ đường, quay ra hỏi Danny, con vừa nói cái gì đấy? Nó nói rằng Danny nói Danny yêu papa. Tôi gục đầu vào vô lăng, suy nghĩ tại sao mình không nói, tại sao không nói với bố của mình. Tối đó tôi nói với vợ tôi rằng sáng mai hãy giúp anh gọi điện thoại cho bố anh. Bởi vì tôi không bao giờ trực tiếp gọi điện thoại cho bố tôi bao giờ hết á. Chỉ có mẹ thôi, còn bố tôi không bao giờ. Chỉ có ai ẩn tôi vào thì tôi mới nói chuyện thôi, chứ còn nói không thấy thú vị. Nói được vài ba câu, ông kia ông toảng vài câu là mình thấy chán rồi. Vợ tôi bấm điện thoại nói chuyện vài ba câu, nói bố ơi anh Hùng muốn nói chuyện với bố. Tôi cầm điện thoại, tôi nói bố ơi, con muốn nói với bố một điều mà bố rất chờ đợi từ con và con ước ao từ bố. Ông nói với tôi rằng nói gì thì nói đi, khách sáo. Tôi chán luôn. Bạn ơi, nói câu nói đó tưởng dễ, không dễ đâu. Đầu tiên khó ở trong lòng bạn, sau đó có kẻ thù đến để cắt cái đó với bạn đấy. Bạn nói với vợ bạn, em, anh yêu em, tưởng dễ à? Thử mà xem, khó lắm chứ không dễ đâu. Nó xấu hổ cái miệng làm sao. Chửi kia vào mặt nó, tát nó thì dễ lắm, nhưng mà nói anh yêu em khó lắm. Vợ nói với chồng câu nói đó cũng không dễ đâu. Dường như cái từ yêu đó đó, nó trả một cái giá đằng sau nó. Tôi đã nói rằng bố ơi con yêu bố. Bố ơi con yêu bố. Đầu kia chỉ có hơi thở dài, không dập máy,
không tiếp tút mà im lặng. Tôi nói bố ơi, bố mọi chuyện tốt đẹp chứ bố? Ông ơi, ừ bạn ơi, nó đã là 7 năm rồi. Từ đó cho tới nay 7 năm rồi, cuộc sống của tôi với bố tôi hoàn toàn thay đổi. Một lần bây giờ gặp nhau qua Skype, tôi nói xin chào người yêu, vợ của người yêu đâu, đang nấu cơm, thế cho tôi gửi lời chào vợ người yêu nhá. Sao trông đẹp trai thế, chúng tôi nói chuyện với nhau bây giờ như vậy đấy. Vợ tôi rất là ngạc nhiên, thấy mối quan hệ giống như hai người bạn vậy. Tôi nói bố ơi, ngày xưa con hư á, cái cách như cái này bố xử lý làm sao? Bảo vì sao lại con hỏi bố như vậy? Bởi vì cái thằng đang đi là giống con ngày xưa quá. Bố tôi nói rằng thôi đừng hỏi bố nữa, bố ngày xưa đâu có thời gian để dạy đâu, về tức là đánh thôi. Bây giờ con dạy tốt hơn, thời gian đừng hỏi bố câu hỏi đó, thôi cứ cách nào con làm giỏi hơn bố. Đó, ông nói với tôi như vậy đấy. Tôi kể câu chuyện đó tại tiệm khắc về câu chuyện tôi và bố tôi nói chuyện yêu nhau. Kể xong tôi nói với những người trong buổi nhóm đó và cả bạn nữa đấy, người mà xem chương trình này, cả bạn nữa đấy, hãy làm khi chưa muộn. Sáng hôm sau, trưa hôm sau đi ăn, giảng xong buổi sáng, trưa tôi đi ăn, ngồi cái bàn của hội thánh Brno tại tiệm khắc, thấy thiếu một người. Tôi bảo ok đâu rồi? Người trưởng nhóm nói mục sư ơi, hãy lên chia buồn với anh ấy đi. Bố của anh 2 giờ sáng hôm qua qua đời. Tôi lập tức chạy lên trên tầng, gặp anh ấy vừa mở cửa bước vào, anh nằm trên tầng, trên cái giường tầng đó, chạy xuống ôm tôi nói cảm ơn mục sư. Tôi bảo sao lại cảm ơn tôi? Tôi đến chia buồn với anh mà. Anh mới kể lại cho tôi, đặt tôi ngồi cái ghế pha cốc chè, anh nói mục sư ơi, tôi với bố tôi thù nhau 14 năm rồi. Tôi sang bên tiệp khắc lao động vất vả, đóng thùng hàng về, ông khui hết thùng hàng ra, bán đi chia cho tất cả bọn em tôi. Mà vợ tôi và nhà tôi không có nhà ở, còn các em tôi lấy tiền tôi mua đất mua nhà ở hết rồi. Tôi về hỏi rằng bố, tiền của vợ chồng con đâu? Bảo thì bây giờ phải chia cho các em chứ. Bảo thì vợ con lấy cái gì? Bảo thế là cái là bố tôi và mẹ tôi đó làm mấy cái bàn thờ xong vái lại tổ tiên, bảo đấy thằng con mất nết, nó là thằng bất hiếu, chửi tôi và vợ tôi. Và từ đó 14 năm rồi tôi không về phép, chúng tôi thù hận nhau. Và vợ tôi đã tin Chúa Giêsu cách đây 2 năm trước. Các em tôi tin Chúa, bố tôi cũng tin Chúa qua người khác, không phải qua tôi. Và bây giờ ông đã bị ung thư giai đoạn cuối 2 năm rồi, nằm liệt giường, nước chảy ra rồi ở giường. Tôi vẫn không tha thứ. Và khi nghe mục sư nói với bố của mình, tôi hôm đó đã gọi điện thoại về cho vợ tôi, nói em hãy phóng xe máy khẩn trương tới nhà bố của anh, đưa ngay cái handy này, điện thoại cầm tay, để anh nói chuyện với bố của anh. Vợ tôi phóng xe máy trong đêm đó đến nhà, đưa cho bố của tôi. Và trong khi ông đang nằm ở giường như vậy, tôi nói bố ơi, hãy tha thứ cho con, con yêu bố. Ông nói cảm ơn Chúa, cảm ơn con. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm 10-15 phút nữa tùy theo sức của ông, và sau đó nói chuyện với mẹ của tôi. Chúng tôi kết thúc, tôi ngủ rất là ngon. Tôi ngủ ngon và vui lắm, dường như 14 năm gánh nặng ngàn cân được cất khỏi. 2 giờ sáng tôi được cú điện thoại từ nhà vợ tôi báo bố của anh đã qua đời. Và mục sư ơi, dường như Chúa bảo vệ mạng sống của bố tôi cho tới khi tôi và bố tôi làm hòa được với nhau để ông đi thanh thản. Chuyện tại sao chúng ta vừa buồn vì người thân qua đời, nhưng vừa vui bởi vì bao nhiêu điều nặng gánh mẹ của chị đã được cởi bỏ. Bạn ơi, chết không phải là kinh hoàng. Nếu bạn hiểu rằng chết là qua đời, từ trần qua đời này để tới đời khác, từ trần này để tới trần khác, có nghĩa là Chúa cấp cho tôi và bạn một cái visa trên đất này 36.000 ngày, là khoảng 100 năm. Khi chúng ta rời cái đời này là chúng ta sẽ bước vào một đất nước khác, hoặc lên hoặc xuống, tùy thuộc vào bạn nhận visa ở trên đời này là loại visa gì. Amen. Cái visa đó là tin nhận Chúa Giêsu, được đóng một cái dấu bằng huyết của Ngài, và cứ như vậy chúng ta qua đời sẽ lên máy bay của thiên sứ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. 99% người Việt Nam đều biết có hỏa ngục và âm phủ, nhưng họ chỉ biết có một nửa sự thật. Kinh Thánh của tôi và bạn nói rằng có
hóa ngục, và cũng có thiên đàng nữa. Ma quỷ che lấp mắt người Việt Nam khỏi thiên đàng, chỉ đưa cho họ nhìn thấy âm phủ và hỏa ngục thôi. Thành ra người Việt Nam nào cũng sợ chết. Nhưng Chúa Giêsu của tôi và bạn là chân lý. Ngài tới để nói với chúng ta rằng hỡi 90 triệu người Việt Nam, không phải chỉ có địa ngục mà còn có thiên đàng nữa. Trên các ngươi có thể lựa chọn được, chứ trước đây không có lựa chọn nào khác ngoài chết đi xuống âm phủ. Bởi vậy cho nên hỡi những con người Việt Nam chuẩn bị bước sang một năm mới, hãy hiểu được rằng có một sự lựa chọn khác. Bạn không cần phải đi theo tử vi bói toán nữa, bạn không còn sợ âm phủ và địa ngục nữa. Bạn có thể bước vào cùng tôi lên trên thiên đàng. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, miệng của chúng ta đây, nó sẽ mang lại thành quả trong cuộc đời của mình nhiều nhất, và nó cũng tàn phá cuộc đời của bạn nhiều nhất. Một nữ ký giả của báo BBC chỉ có một câu nói vô thưởng vô phạt về diệt chủng người Do Thái, mà hơn 30 năm trong nghề, bởi câu nói đó đã bị trục xuất ra khỏi tòa báo. Bạn ơi, lời từ miệng của bạn quan trọng. Amen. Bạn có thể buộc tội tôi ngày hôm nay đang giảng về tâm lý, bạn có thể buộc tội tôi hôm nay đang nói gì một điều gì đó về hồn, nhưng đó là việc của bạn. Còn tôi muốn cho hết thảy những người nghe và những người ngồi trong hội thánh này hiểu được rằng Chúa Giêsu nói hãy thêm muối vào lưỡi của mình, hãy thêm tình yêu trong lời của mình. Amen. Cái gì đầy dẫy ở trong lòng nó sẽ trào ra miệng của bạn. Điều gì đầy dẫy ở trong lòng sẽ trào ra miệng của bạn. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về lời lành giúp ích cho người khác. Có một câu chuyện mở đầu, một cái ăn xin nọ mù. Anh ta ngồi ăn xin ở giữa đường đó, người ta đi ngang qua, đi lại, đi ngang, đi lại, không ai cho anh ta đồng xu nào. Bỗng nhiên có tiếng bước chân của ai đó rất là nặng đi lại gần, dừng lại cho anh ta ăn xin. Nhìn anh ta mặc dù không nhìn thấy anh chàng này làm cái gì, nhưng cúi xuống cầm cái bìa cắt tông mà trong đó có một dòng chữ ghi. Sau đó người kia lật trở lại cái bên còn đang trống, rút bút viết một cái gì đó vào tờ giấy này, rồi để lại bìa cắt tông như cũ. Và người mù này phát hiện ra rằng từ lúc cái tờ giấy bìa cắt tông mà anh chàng kia viết cái gì đó rơi xuống, người ta đi qua cho anh ta tiền nhiều hơn, cho anh ta tiền nhiều hơn. Người mù này vơ tiền và đặt câu hỏi, hắn viết cái gì nhỉ, hắn viết cái gì nhỉ mà tại sao mình lại được lợi thế này. 5 giờ chiều kết thúc giờ hành chính, anh ta cố nghe, mà người mù thì thính giác của họ giỏi lắm, cũng tiếng chân lọc cọc đi ngược lại, hắn rồi, chúng hắn rồi. Và hắn dừng lại ở chỗ anh mù này, mù hỏi, anh có phải là cái người viết gì vào tờ giấy của tôi không? Bảo đúng. Thế nào, có người không đấy ra làm sao? Người mù nói, nhiều người cho tiền lắm, anh viết cái gì đấy? Tôi muốn hỏi anh viết cái gì vào trong tờ giấy này đấy? Anh chàng này nói rằng, không, tôi chỉ viết sứ điệp giống như anh thôi. Anh viết rằng, tôi bị mù, hãy thương xót tôi. Còn tôi viết lại tờ sau, hôm nay trời thật là đẹp, mà tôi không nhìn thấy gì, thế thôi. Anh thì biết rằng tôi mù, hãy cho tôi tiền, mà không ai người ta cho, bởi vì anh mù thì là anh mù, anh mù mắt, tôi mù cái khác. Tôi thương anh, ai thương tôi? Anh mù mắt thiếu tiền, tôi thiếu tình, ai thương tôi? Mỗi người đều có nan đề của họ, bởi vì anh đang lôi người ta tới với nhu cầu của anh. Còn viết của tôi đó không hề kéo người ta phải giúp anh, mà chỉ đơn giản nói về sự so sánh, họ được thừa hưởng mà tôi lại không được hưởng. Và bắt đầu khi họ nhìn thấy đời, họ san sẻ cái gì họ có cho anh. Bạn ơi, lời quan trọng. Bạn nói rằng, ô, một sư giảng như vậy tôi thấy khó lắm, khó nói, cứ lựa lời này cho vừa lòng nhau, thế này để mệt người. Bạn ơi, tôi đâu có dạy bạn phải lựa lời cho vừa lòng nhau đâu. Tôi đang kêu gọi bạn hãy xin thần khôn ngoan ở trong bạn cho bạn giải quyết được vấn đề. Amen anh chị em.
có một người bên Nga đánh vợ thường xuyên mà hỏi tôi rằng tại sao con vợ vẫn cứ mương như vậy mục sư. Một thời gian sau tôi đưa vợ tôi từ Đức sang đó sống. Bắt đầu nghe hơn một tháng trời người ta dù gì nói rằng mục sư Hùng sợ vợ, mục sư Hùng sợ vợ. Tôi để cho họ cứ gieo tin đồn một tháng. Sau đó tôi mới trò chuyện với họ và nói rằng anh chị em ơi, sợ vợ với chiều vợ là hai khái niệm khác nhau. Kẻ sợ vợ chắc chắn sẽ chiều vợ, nhưng chiều vợ chưa chắc đã phải là sợ vợ. Bạn đánh vợ vì sợ đấy. Mọi người hiểu không? Có người chân tay đá đập đây vì tao sợ mày. Mày cứ ngoác cái miệng ra là tao sợ rồi. Thầy ra tao đập mày trước để cho mày câm miệng. Bạn đánh vợ là vì bạn sợ vợ thôi. Thầy ra tôi đâu có sợ vợ tôi. Tôi yêu vợ tôi. Chúa yêu chúng ta, cho nên Ngài có cách để dạy chúng ta qua tình yêu đó. Quan trọng ở chỗ kết quả. Vợ thay đổi là được. Thế nếu như bạn đánh vợ mà vợ vẫn không thay đổi, có nghĩa là bạn thua đấy. Phải thay đổi phương pháp dạy. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên tôi không kêu gọi anh chị em phải lựa lời nói cho vừa lòng nhau. Tôi kêu gọi hãy xin Chúa phương pháp đầy tình yêu trong lòng và sự khôn ngoan, bẻ gãy tất cả mọi sắt thép khi bạn có thần của Ngài. Amen. Hãy nói với lân cận rằng lời lành. Hãy cùng tôi giờ câu kinh thánh Long, con bật câu kinh thánh thứ ba đó là sách Gia Cơ. Hallelujah. Sách Gia Cơ. Sách Gia Cơ, đây là tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ tên là Gia Cơ đã nói 2000 năm trước một điều mà mãi về sau này khoa học y học mới hiểu được về câu nói của Gia Cơ. Ông nói là hỡi anh em, trong vòng anh em có nhiều người tự lập lên làm thầy vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Bạn làm thầy, bạn dạy người khác mà không làm được theo thì bạn bị xét đoán nhiều hơn, thẩm phán phạm tội bị xét đoán luật kinh hơn là một bác nông dân phạm luật đó vì biết luật mà vẫn phạm. Amen. Bạn đi xe ô tô ở Đức này, bạn phóng vượt tốc độ, câu hỏi đầu tiên của người cảnh sát nếu biết bạn biết tiếng Đức, anh có biết anh đi vượt tốc độ không? Bạn nói rằng biết, phạt nặng hơn anh chị em. Còn nếu bạn nói rằng nhưng mà đừng nói dối nha, nói dối là Chúa phạt nặng hơn. Còn bạn nói rằng biết, họ sẽ nói rằng vì biết mà vẫn đi quá tốc độ, phạt nặng hơn. Câu 2, chúng ta thầy đều vấp phạm nhiều cách. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói của mình, ấy là người trọn vẹn, hay cầm hãm cả miệng của mình. Tiếp theo, chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, mới sai khiến cả mình nó được. Bạn thấy con ngựa phi đó, người ta làm cái hàm thiếc ngang vào miệng như vậy, để vắt, cả bò, cả trâu cũng vậy, có cái dây thừng buộc mũi này, kéo, giật. Hay xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thay kẻ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bánh, gọi là cậy hướng của nó, tùy theo ý người cầm lái. Tiếp theo, cũng vậy, cái lưới là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. California bị cháy rừng chỉ vì một người vô ý vứt một tàn thuốc. Lưỡi của bạn là nó có lửa đấy. Lửa này có thể làm sôi được nồi nước, nướng được con chiên quay, nhưng nó có thể đốt cháy cả thành phố bởi một ngọn lửa lời ra từ miệng của bạn. Cái tàu Titanic to đấy như vậy, cứ đâm thẳng, chỉ khi nhìn thấy núi băng ngầm mới bẻ bánh lái. Cái bánh lái nhỏ lắm, chỉ cần bẻ bánh lái thôi, cả con tàu lớn đó thay đổi hướng. Bão không thay đổi được hướng đi của tàu, gió sóng không thay đổi hướng đi của tàu, nhưng chỉ cần bẻ cái bánh lái thôi là cả hướng đi của tàu thay đổi. Miệng của bạn, lưới của bạn là bánh lái của con tàu, là đời sống của bạn. Chỉ cần bạn thay đổi nó là cả cuộc đời của bạn hoặc là hủy diệt hoặc là thành công. Hãy cẩn thận lưỡi. Amen. Tiếp theo câu 6, cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hộ của tội ác, ở giữa các quan thể chúng ta làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bò, loài dưới biển đều trị phục được, và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng
Câu 7: nhưng cái lưỡi, ồ, tôi chưa thấy một vật nào trên đất này mà con người không trị nổi, kể cả mặt trắng cũng khuất phục được, kể cả ngăn biển. Trung Quốc bây giờ mọi người biết làm gì không? Tất cả con sông chảy qua lục địa Trung Quốc, họ tìm cách để cho nó chảy ngược lại, không cho xuống Việt Nam, Lào, Campuchia nữa. Khôn không? Chảy đến gần biên giới của Trung Quốc, họ làm kênh cho nước chảy ngược lại, nước của họ. Thế giới này nó sống kiểu gì nữa chứ? Họ thay đổi cả cái dòng chảy của sông Hoàng Hà. Cái gì cũng có thể trị được, nhưng chỉ có đúng một cái điều mà nhỏ nhất trong quan thể của mình thì không trị nổi. Đó là cái gì anh chị em? Ờ, sau cái từ nhưng có hai từ kia thôi mà cả thế giới bị tiêu tan chỉ bằng một cái lưỡi thôi. Thế mà 20 triệu người đã chết trong đại chiến thế giới lần thứ hai đó. Chỉ một cái lưỡi thôi đưa cả một quốc gia Đức này thở lạy một con người. Cái lưỡi, hỡi ôi, sao mà phước cho mày thế? Nhưng lưỡi ơi, hỡi ôi, sao mà ngươi tàn ác thế? Có một chị gọi điện thoại nói tôi, mục sư ơi, nó lại đánh tôi rồi. Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó nói, chị ơi, hãy xem lại mà xem, tại sao chị lại đánh anh ấy? Chị bảo, làm gì có chuyện, ai được phu vu không, tôi không bao giờ đánh được đó. Tôi bảo, chị tát anh ấy mà, trước khi anh tát chị là chị tát anh á. Ai bảo là tôi tát ông ấy? Bảo chị tát anh ấy bằng lưỡi. Tát lưỡi. Giữa nơi mà sinh nhật đô hộ đông người, chọc một câu, ông ấy chết đứng như Tư Hải vậy. Chẳng nghe ông giơ tay ông tát cho nó một cái, ông cấm cho đến khi về nhà mới bắt đầu làm việc. Bởi vậy cho nên, hỡi con cái Chúa, hỡi những người vợ, hỡi những người chồng, hãy dừng chiến tranh lại đi, đừng có tát nhau bằng lưỡi và bằng chân tay nữa. Amen, amen. Có những người làm vợ làm chồng sống với nhau những mấy chục năm rồi, họ biết thừa, sống 5 năm 10 năm là biết hết, biết cái gì mà anh ấy thích, biết cái gì mà anh ấy ghét, biết cái gì mà anh ấy sợ, biết cái gì mà anh ấy khoái, và ngược lại cũng vậy. Nhưng mà cũng biết được cái gì mà anh ấy sợ. Thành ra là khi đã ghét nhau rồi là cứ xoáy vào những cái nó ghét thôi. Biết là nói câu này là nó nhảy một phát lên nóc nhà, nó bê cả núi cho mình đấy. Nhưng mà không, nói như vậy mình thua mất. Thành ra là nói câu này là nó đập đầu vào tường này, là chọc câu đó cho nó đập đầu vào tường cho mình khoái. Bạn ơi, tại sao lại khổ như vậy? Ơi, tại sao lại khổ như vậy? Hôn nhân để mà được thỏa mãn mà sao hôn nhân lại lên thập tự giá thế vậy? Hãy quay sang lên cận nói rằng chúng ta phải thay đổi. Cái lưỡi không ai chỉ phục được nó, ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Ồ, không nên như vậy, không nên như vậy. Anh chị em ơi, có nhiều khi bạn phải dùng sức mạnh và khôn ngoan của Chúa dán cái miệng lại. Tôi có thể đầu tư sức lực cuộc sống của tôi cho anh Lê Hữu Cận trong chức vụ, dồn hết cho anh. Nhưng có một thời điểm nào đó, do một cái sự gì đó hiểu sai hoặc thiếu hiểu biết, anh đã phạm một số cái điều chống nghịch lại tôi. Hãy lắng nghe này, hãy lắng nghe tôi nói này. Người mà không khôn ngoan và trưởng thành, lúc đó sẽ quay lại trừng phạt Lê Hữu Cận, có thể nói những lời vô tội và rủa xả Lê Hữu Cận. Bạn ơi, tôi không phải là kẻ dại như vậy, bởi vì trong anh đang có sự sống của tôi, trong anh đang có sự sức giàu của đấng sức giàu qua tôi chứ con người này. Tôi không thể rủa xả điều mà tôi đã trang bị cho anh được. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Lúc yêu thì yêu quá, lúc ghét thì không có cái gì là có thể chấp nhận được. Hãy thay đổi chúng ta. Amen. Đặc biệt miệng dán nó lại. Bạn dán vào, nó tức quá, nó xùi dơ lên là không sao, nó bốc cả nửa cái đầu của bạn, bay xuống kệ nó, bạn chết thôi. Nhưng không ai chết, nhưng chỉ cần bạn mở nắp ra một cái thôi đó là nhiều người chết. Amen. Đầu bạn, tai bạn phì khói, không ai chết, chỉ có bạn chết thôi. Còn chỉ cần bạn mở cái miệng ra một cái, nhiều người chết, đặc biệt vợ bạn, con bạn chết đầu tiên. Amen. Một cái thằng đi vô ý lạng qua cái mũi xe của bạn,
Bạn chửi nó 3 tiếng đồng hồ, trong khi nó đã phóng từ đâu rồi đấy. Bạn cứ chửi, cứ mỗi lần đang uống cà phê xong lại nhớ lại là thằng đó lại chửi. Bởi vì đuổi theo nó phóng nhanh quá, không đuổi kịp, thế là tức, chửi 3 tiếng. Vợ bạn ngồi bên cạnh, con bạn ngồi sau, hứng hết tất cả những cái chửi bới đó, hay nói với người lân cận rằng, đừng có dại. Cũng một lẽ, có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Tiếp theo, hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được nữa. Lời Chúa nói, chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn từ bên trong, gìn giữ để cho cái nguồn này không chảy ra nước đục và nước bẩn. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng Chúa đang ngự ở bên trong chúng ta. Hallelujah. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 là khi chúng ta làm điều sai trái, đặc biệt là từ miệng, thì có một điều vô cùng tai hại xảy ra. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 nói rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ở đây ở giữa có câu nói anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Hãy nhắc cùng tôi, chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Jeremy, khi chị gái họ của nó nhìn vào cái thập tự giá của Chúa Giêsu treo, chúng tôi đi nghỉ sau trại phục sinh năm ngoái ở dưới miền núi giáp với Áo. Chị gái nó rằng ê Giêsu kìa, Giêsu treo trên thập tự kìa. Jeremy nó rằng không, Giêsu không ở trên kia đâu. Chị hỏi Giêsu ở đâu? Nó bảo Giêsu đấy nè, Giêsu ở trong bụng này. Và đến bây giờ con tôi vẫn nói như vậy, Giêsu ở trong bụng. Mỗi lần nó đói mà bụng kêu tục tục tục, nó bảo papa Giêsu đói, Giêsu đói. Mỗi lần mình nhìn thấy ai đó chơi cái trò chơi quánh nhau, bùm bùm karate, bùm bùm công phu, bẻ cổ, máu vọt ra, rồi ở trong Việt Nam truyền giáo không đánh nhau đâu, đánh nhau như vậy là Chúa Giêsu buồn. Cứ mỗi một lần cãi nhau với anh chỉ cần nói đơn giản, con cứ biết làm như vậy Chúa buồn không? Nó biết rằng Chúa Giêsu ở trong bụng đang buồn. Và Kinh Thánh vừa nói rằng hãy bỏ xa khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Ai buồn trước anh chị em? Không phải bạn buồn đâu, không phải bạn buồn đâu, bởi vì Đấng đang ở trong anh em này. Trước khi phát ra miệng mà tai bạn nghe đó là Ngài đã nghe trước rồi, Ngài đau trước rồi anh chị em. Chính những điều đó đó làm cho Ngài bị đau. Ở đây lời Chúa nói rằng hãy bỏ khỏi anh em. Câu đầu tiên này, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Khi đáng nói nhá, cho nên những lời mình nói hãy cẩn thận trước ở miệng này. Chớ có lời dữ nào ra từ miệng này, chấm hỏi, chấm phẩy này, nhưng khi đáng nói. Bạn ơi, có nhiều khi bạn nói mà chả biết nói cái gì nữa. Có người đi làm chứng ở bên Nga, chị làm chứng hồi, chị làm chứng khoảng độ 10 phút chị dừng lại. Tôi ngồi hàng ghế đầu, tại sao không nói nữa? Mục sư ơi, tôi không biết tôi đang nói cái gì nhỉ? Tôi bảo chị nói mà không biết chị nói cái gì thì ai người ta biết chị nói cái gì? Và tôi chẳng biết chị đang nói cái gì nhỉ? Sau đó tôi lại nói rằng chị này, con bị ốm, cầu nguyện với Chúa, đề nghị Hội Thánh cầu nguyện và bây giờ nó được chữa lành. Nó đơn giản như vậy thôi. Chị không biết lang thang đi đâu, không biết là đi chỗ nào. Rồi cho nên anh chị em, có nhiều khi chúng ta phải để ý xem bạn hãy nghĩ những điều gì bạn đang nói, chứ không chúng ta trở thành người say rượu hoặc thần kinh, nói mà hồi mà không biết phải nói cái gì nữa. Nói mà hồi mà sau đó 3-4 ngày sau bảo tôi đâu có nói câu nói đó, ghi âm lại nhỉ, đúng tôi nói đấy nhỉ, tại sao tôi không biết tôi nói nhỉ? Nguy hiểm rồi, bạn phóng lao ra mà bạn không biết bạn phóng đi đâu. Hãy quay sang lần cần nói rằng chúng ta phải cẩn thận cái gì mình nói. Khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích cho kẻ nghe tới. Kể cả khi bạn sửa người ta cũng mang ơn tới mặc dù đau. Hãy cùng tôi dở câu Kinh Thánh tiếp theo, Tê-sa-lô-ni-ca 1. Hỡi
anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Câu số 13, câu số 14, tôi muốn anh chị em cùng đồng thanh đọc với tôi nhá. Nào, cùng đồng thanh 1, 2, 3 nào. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hỡi những kẻ nghe lời Chúa ngày hôm nay, lời Chúa dạy tôi và bạn và hết thảy những người trong hội thánh này, có 4 loại người trong hội thánh bạn phải phân loại ra. Loại thứ nhất, ăn ở bậy bạ thì chúng ta không thể yên ủi được. Người muốn rượu say thì bạn bảo, ơi cứ uống tiếp đi, mạnh mẽ hơn nữa đi. Ông vợ ông làm thêm 2 chai, bà lấy nhờ, ôi hãy mạnh hơn nữa đi, ông làm thêm 4 chai. Không thể được, ăn ở bậy bạ không thể yên ủi được. Ăn ở bậy bạ là phải răn bảo, không thể cho nhầm thuốc được. Amen. Bà Hiền bị đau tay, ông Phúc bị đau đầu, mà cho ông Phúc uống thuốc đau tay, mà bà Hiền lại uống thuốc đau đầu thì xong rồi. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải 4 loại bệnh khác nhau. Ăn ở bậy bạ thì phải răn bảo, ngã lòng thì bạn cần phải yên ủi. Ngã lòng có nghĩa là gì? Họ đang cầu nguyện một điều gì đó, đang xây dựng một công việc gì đó bị đổ bể thất bại, họ ngã lòng, Chúa ơi có còn ở cùng con không, tại sao Chúa không trả lời? Ngã lòng phải đến yên ủi họ bằng lời Đức Chúa Trời, bằng tình thân, bằng lời của Chúa, bằng sự giúp đỡ về vật lý nữa. Tiếp theo nữa, nâng đỡ những kẻ yếu đuối. Kẻ yếu đuối là những kẻ nào? Những người mới tin Chúa, họ đang yếu đuối lắm. Mọi người hiểu không? Đến hội thánh, đặc biệt là mùa hè vẫn còn mặc quần thiếu vải hay là mặc váy thiếu vải đấy, mình không thể nói đấy. Bình tĩnh từ từ thôi, dần dần nó sẽ thay đổi. Amen. Có những con người họ đang bán thuốc lá, đứng ở ngoài, ngoài cầu, ở ngoài kia họ bán thuốc lá lậu. Bạn đừng có chỉ trích họ. Bạn giúp được họ gì chưa? Bao nhiêu tiền từ Việt Nam họ chạy sang đây, gia đình họ đang gặp những hoạn nạn. Hãy hỏi những câu chuyện đó thay cho chỉ trích họ. Amen anh chị em. Dạ, ai là người đã từng bán thuốc lá lậu ngồi đây bây giờ thành công giơ tay nào. Gần hết hội thánh đúng không? Gần hết hội thánh. Dạ ok. Sẽ có một ngày tôi nói với mấy ông đại biểu quốc hội CDU, các ông ạ, chỉ có một cách để thay đổi cộng đồng Việt Nam tại Berlin là tin lành thôi. Thành ra hãy giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn như có thể. Bây giờ đi ngoài đường phố vẫn thấy cái mặt của cậu vẫn còn treo ở trên kia, sao vẫn chưa tháo xuống. Martin vẫn còn treo ở ngoài kia. Anh chị em ơi, chỉ có tin lành mới có thể thay đổi được nội tâm con người. Amen. Amen. Nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Đối với mọi người xung quanh hãy nhịn nhục chờ đợi họ. Không phải cái gì bạn nói ra đúng là họ đã thay đổi ngay được đâu. Hãy nhớ lại bạn mà xem, có những cái bạn biết thừa là đúng, 3 năm sau mới thay đổi. Amen. Dạ, thế mà cũng cái tật đó, bạn nói với người khác lại đòi hỏi 2 ngày phải thay đổi. Có một đôi vợ chồng có sự khục khặc với nhau, tôi đến giải quyết đôi vợ chồng đó. Họ ăn năn với nhau, ôm nhau, hôn nhau tha thiết. Tôi nhìn thấy họ ôm nhau, hôn nhau nữa. Được mấy ngày sau, chị đến gặp tôi nói rằng, Mục sư ơi, anh bạn thế. Tôi bảo bà ơi là bà. Bà tưởng trong vòng tích tắc đó là vừa ơi mở cửa ra là ông trở thành một con người khác à? May mà ông không trở thành con người khác đấy. Chứ ông đến tin Chúa xong về ông nhìn thấy bà chạy ra, anh yêu. Mà cô là ai? Mà sao không nhận ra anh à? Ra em à? Tôi được tái sinh rồi. Thành ra tôi quên hết mọi thứ rồi. Là nguy hiểm đấy bà. Mọi người hiểu không? Thật ra hay để cho từ từ từng bước một. Con tàu nó phải từ từ chứ. Nếu mà đi xe đạp á, đi một cái mua thằng bạn ở trong ngõ gọi, ê ông ơi, ngoặt ngay được. Nhưng mà ô tô nó phải từ từ, nó phải lái từ từ chứ. Mà nó đã đi quá đà chút rồi, phải chạy hết kia mới vòng lại được, mới vòng đây quay lại mới trở lại được. Chứ bây giờ ô tô mà lại bất ra khỏi đường, chui vào kia thì còn gì nữa. Bởi vậy cho nên hãy nhịn nhục, amen. Hãy nhịn nhục, amen. Hãy nhịn nhục, amen. Hôm vừa rồi, ngày hôm qua tôi nói chuyện với 3 cháu thanh niên. Tôi nói rằng các con ạ, khi các con trong thanh niên với nhau cần phải hiểu. Thanh niên đặc biệt tại Berlin á, được có 2 loại thanh niên. Một thanh niên sinh ra từ Đức và một thanh niên sinh ra từ Việt Nam, sau đó sang đây đoàn tụ với bố mẹ. Con biết không? Hội Việt Nam ấy, người Việt Nam mà chỉ cần bạn gái đi cùng mà lạnh nhá, lấy cái áo len quàng lên vai một chút thôi đó là cả hội nói yêu rồi. Còn ở Đức này là chuyện bình thường. Thì đơn giản phụ nữ lạnh, tôi đàn ông trao áo cho người kia mặc bình thường. Ở Đức này bà ngồi bóc cam,
xong đưa cho người khác giới ăn bình thường. Còn Việt Nam nhá, mà rõ ràng cái cô này bóc cho ba người khác rồi đấy, như vậy nó đang lẳng lơ những bốn ông cơ à, mọi người hiểu không? Nha, bởi vậy cho nên các con cần phải hiểu được những người khác trong văn hóa, trong thế giới của họ. Còn nếu không chúng ta sẽ làm loạn cả hội thánh lên đó. Nhịn nhục nó là như vậy đó anh chị em. Nhịn nhục có nghĩa là bạn phải tìm hiểu tại sao người ta lại phản ứng như vậy, tại sao họ lại làm như vậy, chứ không phải cứ lấy cái mẹ thế giới của mình bắt người ta phải làm theo thế giới đó. Amen. Amen anh chị em. Hơn những người làm vợ làm chồng, chỉ cần bạn hiểu cái vấn đề như vậy thôi là gia đình bạn đã hạnh phúc lắm rồi. Ít nan đề nhiều lắm rồi, chiến tranh ít rồi. Amen. Hallelujah. Nào cùng đồng thanh đọc lại câu Kinh Thánh số 14 nào. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Cảm ơn Chúa. Thời gian vì nó có hạn cho nên tôi sẽ đọc một vài câu châm ngôn liên quan tới miệng lưỡi, rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Châm ngôn 10 về nhà tự kiếm. Lời Chúa nói: người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Miệng người công bình là một nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo. Trên môi miệng người thông sáng có sự khôn ngoan, nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu. Người khôn ngoan dành đẻ sự tri thức, nhưng tại cớ miệng kẻ ngu muội sự bại hoại hỏng đến. Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Lưỡi người công bình giống như bạc cao, còn lòng kẻ hung ác không ra gì. Môi miệng người công bình nuôi dạy nhiều người, nhưng kẻ ngu dại chết vì thiếu trí hiểu. Môi người công bình biết điều ý đẹp, nhưng miệng kẻ hung ác chỉ nói sự gian tà. Châm ngôn 12: sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sự sỉ nhục. Hay nói một cách khác rằng, kẻ dại dột biểu lộ cơn giận của mình ra tức khắc, người khôn ngoan vẫn bình tĩnh dù bị hạ nhục đến đâu. Lời bừa bãi như gươm đâm quàng chém bậy, lưỡi người khôn mang lại sự chữa lành, nỗi lo lắng làm cho lòng trùng xuống. Nao sờn đấy. Lời hay ý đẹp hay là một lời lành khiến cho lòng được phấn chấn vui vẻ. Hay không? Hay quá đi. Lời Chúa mà. Châm ngôn 13: kẻ canh giữ miệng mình phải luôn luôn đứng gác cái miệng nha. Người canh giữ đó, bạn đã từng canh gác chuồng lợn, tôi đã từng học trường ngoại ngữ thanh xuân. Họ phân công cho lớp của tôi phải canh chuồng lợn dịp Tết. Không dám ngủ vì một con lợn bị bắt là xong. Mà sắp tới mình phải đi du học rồi, mà bị mất một con lợn là coi như bị mất đại điểm đạo đức là ở nhà là xong. Thấy ra người canh giữ miệng của mình giữ được mạng sống của mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Ai giữ miệng mình sẽ giữ được mạng sống mình, còn kẻ nói nhiều ắt sẽ bại hoại chẳng sai. Châm ngôn 13. Bây giờ châm ngôn 14, mọi người muốn nghe không? Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn sự thiếu thốn. Bản dịch mới nói rằng tất cả các hình thức lao động đều đem lại ích lợi, còn lười biếng mà nói nhiều thì đói khổ chẳng sai. Việt Nam có câu nói rằng đầu đói đầu gối phải bò đó. Thấy ra câu châm ngôn 15: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Môi người khôn ngoan giải sự tri thức ra, nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy. Miệng hay đáp giỏi khiến cho người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Lòng người công bình suy nghĩ lời phải đáp, nhưng miệng kẻ hung ác buông ra điều dữ. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng, thi thiên châm ngôn 16: lời dịu dàng ra thêm tri thức, lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng của mình. Wow! Lòng khôn ngoan dạy dỗ miệng của mình và thêm sự học thức nơi môi của mình. Lời lành giống như tảng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Hay không?
Một người đang mệt mà hồi như vậy, chỉ cần bạn nói một lời lành thôi. Một người chồng mà đi làm việc cả 12 tiếng đồng hồ về nhà đang mệt, bạn chỉ cần nói một lời chàng lại khỏe trở lại. Bởi vậy cho nên hỡi những người nữ có những nụ cười thật là đẹp. Tại sao? Tiếng Việt gọi là nụ cười vì nó có bao giờ cười xòe đâu, và nó có bao giờ cười mà nó tàn đâu. Thành ra luôn luôn là nụ hôn và nụ cười. Bởi vậy cho nên hãy trao cho những từ hải thuộc linh nụ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thằng điếm toan mưu hại người ta và trên môi nó có ngọn lửa hừng. Thằng điếm là cái thằng gì đấy? Ok, bản dịch mới, tôi phải luôn luôn có hai bản dịch bên cạnh. Thằng điếm ở đây á, là kẻ vô lại, toan tính chuyện hại người. Lời nói của nó như lửa hừng thiêu hủy. Thằng điếm là thằng mà vô lại. Châm ngôn 17. Người nào kiêng lời nói mình có sự tri thức, có nghĩa là người nào mà ít lời đó, người nào mà cẩn thận lời đó, kiêng có nghĩa là cẩn thận cái lời. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hòa là người là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan. Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Có một cô gái mới đến hội thánh được 2 tháng. Tôi không kể đây đâu nhá. Ở đâu tôi cũng không nói đâu nhá. Bởi vì bây giờ tôi nói là họ xem lại băng của tôi giả hết đấy. Thế ra cứ ở đâu đó. Dạ, cái cô đó đến được 2 tháng. Mà cô ấy ngồi nhá, chỉ ngồi một chỗ thôi. Chấp. 2 tháng, 8 buổi nhóm đến, chấp. Và ngồi im lặng, ít nói lắm. Trang điểm rất là tinh tế và cầu kỳ. 4 sinh viên trường đại học, say mê mệt, tấn công tới tấp. Cô ngồi nhìn mồi, chọn người này, 3 người kia gạt. Được 2 tuần, từ khi bắt đầu có người yêu, nàng mở miệng. Mở miệng được 2 tuần, cái anh được yêu đó chuẩn. Đóng cửa gọi điện thoại, mục sư ơi đến giúp em, cần chưa giúp em. Mà tại sao phải giúp? Em cần phải đến công ty của em, mà bây giờ nó ngồi ngay dưới chân nhà, nó đợi rồi, bây giờ mở ra nó gặp nó ngay. Mục sư sẽ đến giúp em. Em trả tiền taxi, mục sư đến, gạ gẫm nó rủ đâu đó, còn để em còn chuẩn ra khỏi nhà. Bạn ơi, tôi đặt câu hỏi vì sao nhỉ? Những người này, họ thiếu tri hiểu sao? Không phải. Bởi vì khi nín lặng, không nói gì, người nào cũng thấy cô khôn ngoan. Nhưng mà khi cô được yêu rồi, cô thoải mái, cô bung ra, cái này người ta sợ, chuẩn mất. Tôi nói như vậy không có nghĩa là bạn giả hình, nhưng hãy cẩn thận lời nói của mình. Bạn nói rằng, ôi mục sư làm sao bây giờ để cẩn thận lời nói của mình? Hãy cầu nguyện nhiều hơn với Chúa. Chúa ở trong bạn, Ngài giúp đỡ bạn. Hãy học bài học thất bại. Chúa sẽ dạy bạn trước khi bạn nói. Khi bạn thất bại rồi đó, Chúa sẽ dạy bạn. Ta đã dạy, ta nói với con cẩn thận rồi mà con vẫn nói à? Thử mà xem. Hallelujah. Đã mệt chưa? Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Môi kẻ ngu muội bước vào sự tranh cạnh, và miệng nó chiều sự đánh đập. Mọi người thấy không? Có những người ở bên Opsocon ấy, ngồi ấy, nhìn cái hội đầu gấu đi ngang qua, nói vài câu nó nghe lỏm được, nó ra nó phạt luôn 5.000. Mà tại sao phạt tôi? Phạt cái vạ miệng mày, vì mày nói lung tung, mày góp ý cho bọn tao đúng không? Nó phạt 5.000, phải đi vay tiền để phạt vạ đấy. Thế ra lời Chúa nói rằng kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Môi của kẻ ngu muội bước vào sự tranh cạnh, và miệng nó kéo sự đánh đập tới. Bạn ơi, đừng khổ cái miệng của mình. Amen. Đừng khổ cái miệng của mình. Khổ vì cái miệng. Cái gì cũng chỉ vì cái miệng. Làm việc vất vả, tất tà, mệt lạ, kiếm được tiền cũng ăn hết cái miệng. Nhiều khi nghĩ rằng bây giờ mà giãn được cái miệng, đỡ ăn thì phải đỡ làm việc, đỡ khổ không? Miệng mang sự khổ sở đến cho mình, hãy cẩn thận. Amen. Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại cho nó. Môi nó giống như một cái bẫy gài linh hồn của nó. Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Trả lời trước khi nghe. Anh chị em bảo làm gì có chuyện người nào mà thần kinh đến mức độ mà trả lời trước khi nghe. Có nhiều đấy. Chưa nói gì, bây giờ mà. Biết cái gì? Không biết. Vừa mới nói rồi, không chịu nghe gì. Biết rồi. Và biết cái gì? Không biết. Bạn đã bao giờ rơi tình trạng đó chưa? Hay là chỉ có một mình tôi?
chúng ta cần xin Chúa thay đổi. Amen. Hallelujah. Trả lời trước khi nghe ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Bụng người sẽ no nơi bông trái của miệng mình, huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi. Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Vàng có đó, châm ngôn 20, vàng có đó và châu ngọc cũng nhiều đấy, nhưng người có môi tri thức quý báu hơn nhiều. Kẻ lẻo mép tiết lộ mọi điều bí mật, bạn đừng nên tâm sự với một người hở môi. Bản dịch mới: có vàng và có nhiều châu ngọc, song miệng có tri thức là bửu vật quý giá. Kẻ nào đi thèo lẻo bày tỏ điều kín đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Châm ngôn 21: ai canh giữ lưỡi mình là giữ mình khỏi những sự rắc rối. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Châm ngôn 22: ai ái mộ lòng thánh sạch và có duyên nơi môi miệng mình sẽ được vua làm bạn nghĩa. Wow. Người yêu mến tâm hồn trong sạch và ăn nói nhã nhặn thì vua cũng muốn kết bạn. Đó là bản dịch mới. Anh chị em thấy không? Như vậy, cảm ơn Chúa là có rất nhiều những vị quan khách tại Berlin đến kết bạn với chúng ta. Amen. Họ tới đây, họ chúc mừng, họ đến đây kêu gọi hãy cầu nguyện cho bầu cử của tôi. Hallelujah. Nhưng mà đừng dừng lại nhá. Nếu mà dừng lại một cái họ chán, họ lại bỏ đi đấy. Bởi vì miệng chúng ta bắt đầu lại nói lung tung. Hay hơn nữa, trong tương giao với Ngài, đừng phí lời nói của con với kẻ dại dột, vì nó sẽ khinh bỉ lời lẽ khôn ngoan của con. Đừng cãi nhau với kẻ say rượu, người ta nhìn thấy bạn cũng say rượu như kẻ say rượu. Đừng cãi lộn nhau với kẻ dại dột. Việc của bạn, sức của bạn, thời gian của bạn dành cho những kẻ mà họ muốn nghe. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận. Amen. Phải, chính ruột gan ta sẽ hớn hở khi miệng con nói điều ngay thẳng. Đừng ghen tị với phường gian ác, cũng đừng mong cộng tác với chúng làm gì, vì tâm trí chúng cứ toan tính chuyện bạo tàn và môi miệng chúng nói toàn những lời gây thương tổn. Sự khôn ngoan thật quá xa đối với kẻ dại dột, ở cổng thành nó chẳng có thể mở miệng nói thành lời. Châm ngôn 24. Ok, chuẩn bị hết rồi. Châm ngôn 25: hãy đối lại duyên cớ con với chính kẻ lân cận con, song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác. Đừng nói bí mật của kẻ khác, đừng nghe những bí mật của ai đó sau đó bạn đi kể cho người thứ ba biết. Bạn đang mất bạn, bạn đang mất sự tin cậy của người khác. Hãy cẩn thận giữ miệng. Amen. Bà Phương ơi, tôi có một chuyện nhá, chỉ nói cho một mình bà thôi nhá, chỉ một mình bà thôi nhá. Nói ra một hồi chị Phương nói rằng tôi đã được nghe cái này từ 10 bà khác rồi đấy. Bà nói cho một mình tôi mà sao 10 bà khác đã nghe trước tôi rồi. Hãy cẩn thận. Quay sang người lân cận nói rằng hội thánh mình đâu có người đó đâu. Lời nói phải thì khác nào chát bình bát bằng vàng có cần bạc. Hàng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng, còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương. Gió bắc sinh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ. Bạn nhìn thấy những người bạn trước đây nói chuyện bình thường, nhưng bắt đầu thấy anh cần đấy, thế dạo này công việc làm sao, dạo này công việc như thế nào, cúi gằm mặt như vậy là biết là có chuyện rồi đấy. Không bao giờ nhìn vào mắt người kia là bắt đầu có chuyện rồi đấy. Cúi gằm mặt và giận dữ là biết đang nói xấu ông Cẩn ở chỗ nào đó rồi. Lương tâm cáo trách và mắt không dám nhìn thẳng nữa. Hay không anh chị em, lời Chúa nó mỏi hết ruột gan của mình ra rồi đúng không? Châm ngôn 26: đừng đáp lời kẻ dại theo cách điên rồ của nó, kẻo con cũng bị xem dại như nó chẳng. Hãy giải thích cho kẻ dại biết sự điên rồ của nó, kẻo nó tự cho nó là khôn ngoan theo quan điểm của nó chẳng. Ok, thôi cái này nó làm cho đau đớn quá. Câu cuối cùng, câu cuối cùng: con có thấy kẻ vội vàng phát biểu ý kiến của nó chăng, một kẻ dại dột còn có hy vọng hơn nó. Con thấy kẻ hốt tốp trong lời nói chăng, một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Đó là những điều gì mà tôi muốn nói với anh chị em ngày hôm nay. Cẩn thận môi miệng của mình. Amen. Nào chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện nào. Quay trở lại Ê-phê-sô đoạn 4 vừa rồi. Ê-phê-sô đoạn 4: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn
Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Câu 31. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy lòng, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Hãy lắng nghe tôi nói. Khi anh chị em nghe lời của Chúa, nếu lời Chúa chỉ cho anh chị em những thất bại trong cuộc sống của mình qua bài giảng bởi cái lưỡi của mình, thì chỉ đơn giản hãy tiếp nhận nó. Có thể lúc đầu tiên bạn phải vật lộn với thuốc kháng sinh đi vào trong cơ thể của bạn, trong tâm hồn của bạn, nhưng hãy đừng nôn ra, hãy tiếp tục giữ nó ở trong con người của bạn. Lời Chúa sẽ chữa trị cho bạn, lời Chúa sẽ thay đổi. Và lời Chúa ngày hôm nay nói cho bạn rằng, nếu như bạn ăn ở cách cay độc với người khác, cáu giận, buồn giận, tức mình, chỉ nghĩ tới bản thân, nói mà không giữ lời, thề mà quên sau đó, hứa mà không làm, tất cả những cái đó anh chị em ơi, hãy lắng nghe này, sẵn sàng chịu thiệt vì mọi sự. Nhưng Đấng là Đấng nguồn của sự giàu có bạn sẽ mang tới cho bạn mọi sự. Chúng ta giàu không phải bởi gì, bởi vì cái điều chúng ta giữ. Bạn giàu bởi Đấng đổ xuống cho bạn. Có cái bể nước nào được đầy ắp nước chỉ bởi giữ nước đâu. Nó được đầy nước bởi vì nó nhận nước từ trên đổ xuống. Không có kẻ nào chứa của cải mà làm giàu được. Chỉ có kẻ nhận lãnh nước đổ xuống mới được đầy bể thôi. Nguồn là Đức Chúa Trời muốn đổ cho bạn niềm vui, muốn đổ cho bạn tài năng, khả năng, muốn đổ cho bạn niềm vui, sự giàu có nữa. Đừng vì những điều dưới đất mà quên nguồn ở trên trời. Amen. Chúng ta hãy nhắm mắt lại dựa trên đoạn Kinh Thánh vừa rồi. Bật lại câu Kinh Thánh Ê-phê-sô đừng tắt. Hãy đọc nó giống như một lời cảnh tỉnh của chúng ta. Trước khi tôi cầu nguyện riêng cho từng người và kêu gọi tin Chúa, chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, nhưng khi mà biết rằng cần phải nói, chứ không phải là thích nói là nói. Khi đáng nói hay nói một vài lời lành, chứ không phải là lời nào ra là cứ nói. Hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Đừng nói để thỏa mãn bạn. Thử xem lời đó có ích lợi cho kẻ nghe không? Có chỉ cho họ lối thoát khỏi cái tội mà họ đang ở trong đó hay không? Có giúp được họ không? Những người đứng bên cạnh bạn, họ có yếu điểm mà bạn nhìn thấy, cũng như họ nhìn thấy yếu điểm của bạn. Nói chỉ trích người khác, mắng mỏ phê phán dễ vô cùng. Dễ lắm, dễ tới mức mà dễ như họ chỉ trích bạn vậy. Bạn đau đớn khi họ chỉ trích bạn, thì họ cũng đau đớn khi bạn chỉ trích họ. Bạn ơi, hãy yêu kẻ lân cận như chính mình. Như vậy có nghĩa, hãy từ cái đau đớn của bạn để suy ra kẻ khác. Để bạn hãy cẩn thận lời của mình. Tôi tránh dùng từ lựa lời, bởi vì nhiều kẻ hiểu lầm câu này. Nhưng tôi muốn nói rằng, lời Chúa dạy, cái gì đầy dẫy ở trong lòng sẽ trào ra miệng của bạn. Hãy xin Chúa cho đầy dẫy sự nhân từ của Ngài ở trong lòng bạn, đầy dẫy tình yêu, đầy dẫy sự thông cảm, đầy dẫy sự khôn ngoan, đầy dẫy sự nhịn nhục, đầy dẫy sự cứng rắn cương quyết mà không thô bạo, mềm mại mà không yếu đuối, nhịn nhục mà không hề nhu nhược. Anh chị em ơi, có bao giờ Hội Thánh Ngài cần những điều đó hơn bao giờ hết trong năm nay? 400 người cho tới 1.000 người họ chạy tới đấy, họ ở lại được hay bỏ Hội Thánh đi, không phải bởi Chúa Giê-xu không giang tay ra đón họ, nhưng bởi môi miệng của chúng ta là những kẻ sinh ra trước họ, chăm sóc họ như thế nào. Bố mẹ không bao giờ đuổi con, nhưng anh em trong nhà dễ đuổi nhau ra khỏi nhà lắm. Họ nghĩ rằng chỉ có bố mẹ yêu họ nhiều hơn thằng kia, và chính anh em làm thương tổn nhau nhiều. Lời Chúa nói rằng hãy cẩn thận môi miệng để anh em không cắn xé lẫn nhau. Hỡi con cái yêu dấu, Ngài gọi bạn là chiên của Ngài, chứ không phải là muông sói, không phải là dê, không phải là những con vật có sừng để húc nhau. Chiên
chiên để cần có nhau, cần bầy, cần chuồng, cần người chăm. Hay nhìn thấy người bên cạnh yếu đuối như bạn vậy và hãy đứng bên cạnh họ. Nào, chúng ta cùng cầu nguyện. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Con nhìn thấy biết bao nhiêu những trái tim bị thương tổn bởi những lời mà chúng con không cẩn thận, và bản thân chính chúng con cũng bị thương tổn bởi những lời không cẩn thận của người khác. Chúa ơi, hãy giúp chúng con, hãy chữa lành những nỗi đau đó để chúng con có thể giúp đỡ được những người khác. Hãy giơ cao tay của mình lên hết thảy. Tôi biết tất cả chúng ta đều bị thương tổn và chúng ta đều làm thương tổn người khác. Bạn cần sự tha thứ và bạn cần tha thứ người khác. Cha ơi, con cảm ơn Ngài với những cánh tay này. Hãy tha thứ cho chúng con như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng con khó mà tránh được những sự vấp phạm trong thế gian này, và chúng con cũng khó mà không nói ra những lời vấp phạm cho người khác. Chúa ơi, hãy giúp chúng con tha thứ cho anh em chúng con làm thương tổn chúng con, để mà chúng con cũng nhận được sự tha thứ từ Ngài trên chúng con. Mỗi khi chúng con bị thương tổn, chúng con chỉ nghĩ người khác làm đau thôi, còn chúng con không hề nghĩ rằng tại sao họ lại làm đau con, hay là vì con đã làm đau họ trước cho nên họ muốn báo thù bằng cách đó. Hãy tha thứ cho chúng con, đổ ân của Ngài xuống. Và bây giờ tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em, những cánh tay giơ lên tại đây, trong danh Chúa Giêsu Christ, bởi huyết của Chúa Giêsu và quyền năng trong lời và trong danh Giêsu, ta công bố sự giải phóng trên những cánh tay này và linh hồn của họ. Ta công bố sự hòa hiệp giữa những con người này. Ta công bố sự khôn ngoan trong mỗi một tấm lòng, trong mỗi một lời nói, lời lành được phát ra. Ta công bố huyết của Ngài bảo vệ những đôi tai, huyết của Ngài được bôi trên tai, huyết của Ngài được bôi trên lưỡi, huyết của Ngài được bôi trên tay, trên chân, trên lòng, trên tâm trí. Và sự sức giàu của Chúa cũng bôi trên những chỗ mà chúng con vừa nêu ra. Sự tự do ngày hôm nay, cảm tạ Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Hallelujah. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, hãy nhìn thấy quyền năng của Chúa hành động. Bạn rất dễ gặp lại người làm thương tổn bạn, để ôm họ và nói chuyện một cách rõ ràng, phơi bày ra, phải nói ra: anh làm thương tổn tôi cái gì, tôi làm thương tổn anh ra làm sao. Hãy làm hòa, hãy làm hòa. Nó dễ lắm, ngày xưa khó, bây giờ dễ lắm. Ngày xưa không làm được, bây giờ làm được. Vì Chúa đã giúp, Chúa ở cùng sự sức giàu giúp chúng ta thay đổi. Amen. Và bạn sẽ thấy lũ lượt người trong chợ đầu xuân chạy đến đây tin Chúa Giêsu. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.